Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Việt Nam Style sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một video clip trận đấu Khashoggi giữa hai cầu thủ trong khuôn khổ giải OI Sen, tức là Vương Vị Chiến lần thứ 47 của Khashoggi chuyên nghiệp Nhật Bản. Kỳ thủ giữa hai cầu thủ chúng ta là Akira Watanabe Meijin và kỳ thủ Kita Mikata bốn đẳng. Cả hai cầu thủ đã đạt được cái số tỷ số thắng hòa bằng nhau trong các trận đấu trước đây, và đây là một trận trong những trận tứ kết để đưa đến những cái trận cuối cùng. Và trận tứ kết này thì kỳ thủ Akira Watanabe đã giành chiến thắng sau 9 bàn đi. Xin giới thiệu đến quý vị của bạn cùng theo dõi những nước đi của trận đấu để học hỏi những cái nước đi mới sáng tạo cũng như là nâng cao trình độ tập sự của mình. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian xem vui vẻ, có một buổi tối thật là vui vẻ cùng gia đình. Xin trân trọng cảm ơn.